Và để mở đầu chương trình hôm nay, xin kính mời các quý vị đại biểu cùng đến với bài hát Điệp khúc mùa xuân do Tam Ca đến từ Hội Dân Vũ Lăng Thượng biểu diễn. Và hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục đầu tiên ngày hôm nay. Chiều lung linh muôn hoa vàng, trời đi lắng về trong anh mùa xa.